Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của những Honda rất nha. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là dòng Future. Đây là phiên bản tiêu chuẩn. Thì như các bạn cũng đã biết á, là phiên bản tiêu chuẩn của Future bao gồm những cái phiên bản màu, bao gồm là màu xanh đen và phiên bản màu đỏ đen. Thì Những sẽ đưa cho các bạn một cái thông tin hiện tại á, là Honda đã ngưng sản xuất cái hai phiên bản này luôn nha các bạn. Có nghĩa là Honda sẽ khai tử phiên bản tiêu chuẩn. Trong thời điểm hiện tại á, thì cửa hàng bên mình chỉ còn có vài xe ở phiên bản này thôi, cho nên á, là thời gian sau này á, ví dụ như mình có muốn sử dụng phiên bản này á, thì các bạn cũng không còn hàng nha các bạn. Lý do là Honda đã khai tử phiên bản màu này nha các bạn. Rồi, thì trên màn hình các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu xanh đen, phiên bản bánh cong của tiêu chuẩn. Thì tất cả các bạn thấy nè, thông số á, thì các bạn cũng đã biết rồi, là động cơ á, xe Future là động cơ 125 cc, làm mát bằng không khí ha các bạn. Và các bạn đã biết rồi, thì dòng xe Future á, thì máy móc cũng nói chung là cực kỳ bền và tiết kiệm xăng, do là xe này có xăng không điện tử. Và các bạn thấy nhãn năng lượng nè các bạn, 1.54 lít, 1.54 lít trên 100 km. Thì với cái thông số này thì một lít xăng của mình đi tương đương tầm khoảng cỡ 70 đến 75 km. Đây là một cái thông số cực kỳ tuyệt vời. Lý do tại sao nhà nhà đều sở hữu dòng xe Future này chính là cái mức cái tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tốt này luôn. Lý do là hiện tại là giá xăng hiện tại các bạn đã biết rồi, 28.000 lít. Thì với 28.000 lít á, thì việc lựa chọn dòng xe nào mà tiết kiệm xăng cũng như máy móc bền, ít hao lặt vặt. Đây là lý do tại sao Future hiện tại á, toàn quốc luôn là đang bị hụt hàng, do nhu cầu của các bạn mình đang tăng cao đó các bạn. Rồi, các bạn thấy là phần đầu xe á, được thiết kế rất là đẹp luôn ha các bạn. Hai bên được thiết kế là màu xanh và ở màu đen ở phần trên giữa. Đây chính là cái điểm nhấn ha. Và cái phần ở dưới các bạn thấy nè, sử dụng Future này, các bạn lý do hay gọi là Future LED. Đây chính là các bạn thấy nè, Future LED thì các bạn hay phân biệt đó là, giữa là Future bản 17 và 18 á các bạn. Thì từ phiên bản 18 trở lên đó là Honda đã thiết kế cái phiên bản Future LED này rồi ha. Thì các bạn hay gọi là Future LED. Thì Future này sử dụng là ánh sáng bóng đèn là bóng đèn LED nha. Thì với cái ưu điểm đèn LED này á, là nó sẽ cho ra ánh sáng trắng. Thì khi tác dụng tốt đó là khi mình đi trong đêm tối các bạn, với ánh sáng trắng này á, cái vùng chiếu sáng của mình á, nó sẽ rộng hơn các bạn. Ví dụ bóng đèn halogen thì nó gom, nó nhỏ lại như thế này. Với bóng đèn LED á, thì nó sẽ rộng hơn đó, nó rộng hơn, cho nên á, là mình sẽ cực kỳ dễ đi trong đêm tối đó các bạn ha. Biểu tượng xăng phun điện tử của dòng xe Future thì nằm ở vị trí này các bạn, FE, BGM FA, đó chính là biểu tượng của xăng phun điện tử. Rồi phần dưới các bạn thấy phần mặt nạ được thiết kế á, là phần mặt nạ nói chung á, là full màu đen ở phần mặt nạ ha. Ở phiên bản bánh mâm á, là màu xanh á, là phiên bản chính là phiên bản này nè. Nó phần mặt nạ là chính là phiên bản mặt nạ này nó màu xanh ha. Đây chính là phiên bản màu đen. Các bạn dễ dàng phân biệt phiên bản bánh cong và phiên bản bánh mâm ha. Đây. Bánh mâm thì nó dạng như là xanh giống như là nguyên con luôn, còn phiên bản bánh cong là nó dạng như là xanh đen ha. Logo Honda chỗ này cực kỳ đẹp các bạn. Rồi phần dè này các bạn, phần dè được thiết kế là màu đen luôn ha. Rồi các thông số nè các bạn. Các bạn thấy là bóng đèn là dãy đèn LED nè. Bóng đèn sương mờ hai bên. Và cái phần xi nhan á, được thiết kế á, là dạng như liền khối nha các bạn. Hai phần này liền khối luôn, nó tạo lên cái hình ảnh dòng xe Future cực kỳ là phong cách mạnh mẽ và thể thao luôn ha các bạn. Và cái phần hông các bạn thấy nè, với cái logo là cánh chim, chính là cái biểu tượng của Honda đó các bạn. Biểu tượng nói chung là từ trước giờ Honda là sử dụng là logo cánh chim ha. Và phần dưới á, là được biểu tượng là Honda ha. Rồi, mình sẽ đi dọc ra thân xe tí xíu. Thì các bạn thấy nè, thân xe nó sẽ vuốt nhọn lên nè các bạn. Thân xe sẽ vuốt nhọn lên ha, từ dưới mình đi lên nè, 1, 2, 3, 3 cái điểm này. Và cái phần giữa này sẽ được thiết kế là cái tem Future và 125. Thì như thế này là xe mình vuốt nhọn lên, thì khi xe mình lao đi tốc độ nhanh á, thì dòng Future này nó sẽ cực kỳ đẹp. Và các bạn rất là dễ nhìn thấy dòng Future này ha các bạn. Rồi cái phần đuôi đèn đó các bạn. Các bạn thấy phần đuôi đèn á, thì được Honda thiết kế á, là liền khối luôn ha các bạn. Đây liền khối luôn ha. Và cái bóng đèn này sử dụng là bóng đèn halogen và cho ra ánh sáng á, là dịu mắt, không chói ló, cho nên á, là người ở phía sau á, khi các bạn có tín hiệu rẽ trái hoặc rẽ phải thì người ở phía sau rất là dễ nhìn luôn, cho nên á, là sẽ dễ dàng nhường đường cho các bạn đi và dẫn đến là xe sự an toàn cho cả hai đó các bạn ha. Rồi phần mặt đồng hồ ha, Những sẽ review tổng thể luôn. Phần mặt đồng hồ này các bạn thấy được thiết kế lấy hình ảnh của dòng xe hơi cao cấp nha các bạn. Thông số các bạn thấy ha, nhìn thấy rất là cao cấp luôn ha. Nó thiết kế trong này rất là tỉ mỉ và tinh tế luôn các bạn. Ở bên đây thì vòng tròn ngoài, vòng tròn trong nè, thiết kế rất là tinh tế luôn ha. Thông số nè, km tổng ha. Ở đây là do cái mã vạch xe cho nên là mình không có gỡ được nha các bạn. Rồi xăng nè, báo xăng dầu nè. Rồi km số nè các bạn, 1234 ha, xi nhanh trái xi nhanh phải. Rồi bên cụm tay lái của dòng xe Future á, thì bên tay trái á, bao gồm những cốp pha nè, còi nè, rồi xi nhan trái và xi nhan phải. Và ở bên phía tay phải á, thì những thông số cực kỳ quen thuộc cho các bạn. Nút đề và bỏ cái công tắc đèn luôn đó. Rồi cuối cùng á, là sẽ review về cái ổ khóa ha. Ổ khóa này á, thì nó bao gồm 4 tính năng ha, 4 trong 1 ha, khóa cổ, khóa điện, khóa từ. Và có thêm tính năng nữa, tính năng là mở yên ha. Các bạn chỉ cần thao tác một nút nhấn, ấn gờ như thế này và yên của mình sẽ mở cực kỳ đơn giản và nhanh chóng ha. Cái lợi thế của nó so với phiên bản trước á, là tất cả những xe cùng phân khúc luôn. Mình sẽ mở ở vị trí này thì các bạn á, trong đêm tối á, ví dụ như mình mở cái này thì trong đêm tối mình rất là khó kiếm ở vị trí này các bạn. Mình cứ nắm chìa khóa, các bạn cứ tưởng tượng đi, nắm chìa khóa mình cứ chọt tới chọt lui vị trí này nè, mình không có đúng ngay cái chỗ mở yên á, thì rất là dễ chày những vị trí này ha, và nó sẽ tốn thời gian của mình nhiều hơn nha các bạn. Học đựng đồ nữa các bạn, 18 lít ha. Các bạn có thể để dễ dàng tất cả các vật dụng luôn, ví dụ bao gồm cả nón bảo hiểm cũng được luôn ha. Bình xăng là 4,6 lít nha các bạn. Đó, với cái bình xăng 4,6 lít này á thì sẽ ưu điểm đó, ví dụ như là mình đi những đường xa mà mình không có sợ bị hao hụt nhiên liệu á, mình chỉ cần tiếp nhiên liệu một lần thôi. Với cái thông số tiết kiệm như thế này mình chỉ cần đổ một lần, mình chạy cả tuần lễ mà vẫn chưa hết xăng nha các bạn. Rồi về báo giá nha các bạn, thì hiện tại dòng Future hiện tại á, là có 3 giá. Đầu tiên á, là phiên bản tiêu chuẩn bánh cam thắng đùm, giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 40.990.000. Kế tiếp á, là phiên bản đầu tiên là phiên bản bánh cam thắng đùm, thì bao gồm màu đỏ với lại màu xanh, thì giá hiện tại là 39.990.000. Kế tiếp là phiên bản bánh mâm, và phiên bản đó chính là phiên bản cao cấp luôn, là phiên bản màu bóng đó các bạn, màu đỏ, màu xanh và phiên bản màu trắng. Đây chính là phiên bản màu trắng đó các bạn. Thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 40.990.000. Cuối cùng là phiên bản đặc biệt, thì bao gồm 2 màu chính là phiên bản màu đen nhám và phiên bản màu xanh nhám. Thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 42.790.000 các bạn. Thì giá này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí biển số và lăn bánh. Ví dụ các bạn mua rồi á, thì các bạn chỉ cần ra khu vực của mình, ví dụ như là ở huyện á, thì các bạn cần đóng là 2% trước bạ, và ở thành phố á, thì các bạn cần phải đóng là 5% trước bạ và tốn thêm tiền phí biển số nữa, thì là xong nha các bạn. Rồi thì quà tặng khuyến mãi thì khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại á, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, bao gồm nón bảo hiểm, một cái áo thun, một cái áo mưa, 2,5 lít xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, và các bạn sẽ được tặng thêm phiếu giảm giá 30% khi các bạn mình có gắn phụ kiện phủ nano, quá ống xăng, gắn chống trộm, thì những cái đó tại cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn là 30% nha các bạn. Rồi kế tiếp là chính là cái chương trình trả góp cho các bạn dễ dàng cập nhật nha. Thì hiện tại dòng Future này bên cửa hàng bên mình đang có chương trình hỗ trợ là trả trước 0 đồng và nhận ngay cả góp luôn. Thì cái chương trình này ngân hàng hỗ trợ chính là ngân hàng ACS luôn. Thì với ngân hàng này thì lên hồ sơ offline, cho nên là các bạn nào muốn có kết quả ngay thì mình có thể là trả trước 10% giá trị xe trở lên. Thì ngân hàng hỗ trợ hiện tại là ngân hàng ZAC, HD, FE và Home Credit, là những hàng đó sẽ hỗ trợ trả trước 10% cho các bạn. Rồi thì đó là những cái thông tin trong thời điểm hiện tại, thời điểm là giữa tháng 5 nha các bạn. Rồi với các bạn nào muốn nhận review về dòng xe nào có thể là để lại comment bên dưới, thì Nhận sẽ review theo yêu cầu của bạn luôn nha. Tất cả dòng xe bên mình có đầy đủ ha, Vision nè, rồi ALAX, SH Mode, nói chung là rất là nhiều, tất cả những dòng chính hãng của Honda bên mình đều có ha. Bên kia là có WINNER X nè, rồi ROTX, WAVE ALPHA, BLADE, có đầy đủ tất cả các phiên bản luôn nha các bạn. Rồi nếu các bạn thấy clip của Nhận hay và bổ ích, có thể là cập nhật giá thường xuyên các bạn thì các bạn có thể là để lại một lượt đăng ký, vừa là ủng hộ cho Nhận vừa phát triển. Nói chung là mình đăng ký là chỉ là miễn phí thôi, mình không có tốn phí gì các bạn, chỉ đăng ký để ủng hộ tinh thần Nhận thôi. Và khi các bạn đăng ký thì sau này Nhận cập nhật giá cả trong thời gian tới thì các bạn có thể là dễ dàng thấy được cái clip của Nhận hơn.